Nhật Bản là một quốc gia giàu tinh hoa ẩm thực, đặc biệt không thể không nhắc đến thịt bò Wagyu nổi tiếng thế giới với hương vị thơm ngon, hàm lượng dinh dưỡng cao và vô cùng đắt đỏ. Các nhà khoa học tại Đại học Osaka, Nhật Bản đang nghiên cứu cách dùng máy in 3D chế tạo ra một loại thịt mà họ hy vọng có thể là một sự thay thế bền vững cho thịt bò Wagyu nổi tiếng. Nếu thành công, thịt bò Wagyu 3D có thể giúp giải quyết tình trạng thiếu hụt thực phẩm và protein trong tương lai. Nếu như có thể nhanh chóng sản xuất thịt bò Wagyu từ một vài tế bào, thì sẽ giúp giải quyết được tình trạng thiếu hụt thực phẩm và protein trong tương lai. Hiện nay, hầu hết các loại thịt in 3D trên thế giới đều ở dạng thịt xay. Các nhà khoa học ở đây muốn làm thịt miếng với đầy đủ loại vân cẩm thạch đặc trưng đã làm nên thương hiệu của bò Wagyu. Để làm được vậy, họ trích xuất tế bào bò đen Nhật Bản, dùng máy in 3D chế tạo riêng rẽ các sợi cơ, mạch máu và chất béo, sau đó xếp chúng vào với nhau và định hình thành dạng miếng bít tết thông qua việc sử dụng một kỹ thuật gọi là in sinh học 3D, nơi cấu trúc tế bào có thể được xếp lớp để giống với các mô thật của sinh vật sống. Đầu tiên, chúng tôi in cơ, mỡ và mạch máu thành dạng sợi. Bằng cách sử dụng cấu trúc giải phẫu vi mô của thịt Wagyu làm bản thiết kế và nghiên cứu cấu trúc đó để tái tạo lại chúng, chúng tôi tin rằng có thể tạo ra một cấu trúc giống với các mô thịt bò Wagyu thật. Hương vị vẫn chưa thể thẩm định được bởi thịt bò Wagyu in 3D. Nếu dùng tế bào người, chúng ta có thể tiến hành cấy ghép cơ mà chúng tôi phát triển từ tế bào, như cơ đùi chẳng hạn cho những người bị mất cơ.